tư nữa nè, rồi ông éo vô, không ai được khóc rào nha. rào Nè, rào là không ai được khóc nghe không. Đâu đâu khóc kìa, đâu em khí ở khóc nhà anh Hiếu cũng khóc luôn. Coi nó làm gì rồi sao đó, khóc đâu, con nhớ bà Tư. Bé mẹ khóc đâu đưa con coi. Rồi anh khí trốn mất tiêu, anh khí trốn rồi. Xin chào ông bà cô chú. Ba đứa thay đồ đồ gọi hết trơn, thay đồ đẹp rồi nè bà cô chú ơi. Chào mừng bà cô chú đến với video tiếp theo của gia đình Tâm Tâm nha. Thì đồ ăn ngoài kia cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, còn gầm vô đây thì chuẩn bị cho Tâm Tâm về đồng phục với lại make up đồ các kiểu nè. Ai make up cho con vậy? Bà Tư. Bà Tư. Bà Tư bữa nay tài trợ cho Tâm Tâm bộ trang phục nè, với lại bách cúp cái môi nữa nè. Rồi mình cùng chào ông bà cô chú cái nè. Chào ông bà cô chú. Chào cô chú. Baby bữa nay cũng quá đẹp luôn, mới đi về bên kia mẹ cũng chuẩn bị quần áo đồ trang điểm nên là bữa đẹp này quá. Đẹp, đẹp gái luôn ha. Là chị em xinh quá ta. Bữa nay sao hai đứa con có hai kiểu tóc lạ, nói cho ông bà cô chú nghe coi, không có giống nhau. Tại vì con muốn kiểu tóc này. Ban đầu thì Gồng làm cái kiểu tóc này cho hai đứa, nhưng mà Tâm Tâm không có chịu, Tâm Tâm đòi làm tóc hai bên, cho nên làm lại cho Tâm Tâm thôi à. Mà kệ, bữa nay làm gì đi cho ông bà cô chú dễ phân biệt nha. Bây giờ mình chờ đợi nhân vật chính hả? Ủa nhân vật chính đâu rồi? Chính đây. Chính đây. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. À, con đang chuẩn bị ra ngoài để thổi nến, cắt bánh kem rồi đó, con hơi hồi hộp nè ông bà cô chú ơi. Mới, anh Ba Khía rất là hiền. Mới có thời gian chuẩn bị thôi đó. Bạn của anh Ba Khía chưa có lại tới. Chưa đã tới nữa hả Long? Biết luôn hả? Lên độ hết trơn rồi đó. Long đâu? Long đâu? Ôi, Long đang chạy tóc nữa kìa. Chạy tóc đẹp trai. Đẹp trai không? Hai đẹp trai không? Ồ, xin lỗi đại ca, hai anh em mặc áo giống màu hả? Ba đen hả? Có ba với một sạch. Ba con gái. Đen hả? Ba con gái. Ơi, ba con gái, hai con trai. Ba con gái, hai con trai hả? Ai cũng xinh, ai cũng đẹp hết trơn. Ai cũng xinh gái, đẹp trai hết trơn ta. Rồi, nãy giờ chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi. Bây giờ tới các bạn nhỏ đầy đủ rồi đúng không? Dạ. Mình tổ chức nha. Dạ. Có cái nón nè. Có cái nón của nhân vật chính nè. Đi con. Đi cô con. Quá luôn, bạn bè của Khía đâu có áo luôn. Ủa quên nữa, kêu Khía Khía hoài, hồi Khía buồn à. Khía tên là Lê Minh, Khía đẹp đẹp trai mà tên còn đẹp nữa không bà cô chú. Mấy bạn nhỏ thì đứng đằng trước, còn mấy bạn lớn thì đứng đằng sau chung với Lê Minh đi con. Hai rồi có phụ huynh nào muốn chụp hình làm kỷ niệm thì chụp đi nha. Đứng đây để chụp hình làm kỷ niệm nha con. Nó con lùng con nhảy về trước. 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh Lê Minh nha. Giảo tay giảo tay. Thổi nến đi, cầu nguyện đi, cầu nguyện đi. Đây. Quà của em đâu? Trong cái gặp mẹ. Rồi, thẳng vô thẳng vô đây. Rồi, chúc mừng sinh nhật Lê Minh. Đây, quà của Long nè, quà của Long tặng cho Khía nè. Rồi bây giờ tới Tâm nhập tiệc rồi đó bà cô chú. Bây giờ bà Khía mời bà cô chú nhập tiệc với con kìa. Bữa nay là con là hai mâm làm gọn ở trong nhà đó bà cô chú. Mấy bé thì một mâm, Tâm thì cũng vô ngồi bàn hết trơn rồi nè. Nè mẹ gồng chánh ra để quay Tâm coi. Vô là Tâm ăn cái đồ gà trước à. Đói bụng hả con? Dạ. Ôi Tâm đói bụng rồi. Con cũng ăn đùi gà nữa hả? Nắm đùi gà luôn. Rồi để cha gấp cho con. Mẹ ơi, gấp Tâm chị cái đùi gà nữa kìa. Nắm cái đùi gà nha mẹ. Nắm cái mới được hả con?
Rồi chị Bi gấp cho. Tôi sắp tàn rồi đó ông bà cô chú, mọi người ra đây chụp hình với Tâm Tâm rồi cũng về. Một số anh chị cũng về rồi. Còn Tâm Tâm thì ở lại về cuối cùng. Sao con? Hồi nãy con lấy cái mất trong vòng rồi mấy bạn bé sẽ ăn luôn. Trời đi, mình chia sẻ cho mấy bạn đi chứ mấy bạn lại chơi. Nãy giờ mát mẻ đó bà cô chú. Để kẹo trong phòng mấy bạn vô mấy bạn sẽ ăn. Quá giận mà kẹo của ta thì sẽ ăn mà. Nói với mấy bạn muốn ăn là phải hỏi Tâm nha. Còn tí mẹ vô mẹ hỏi. Giận quá giận luôn. Giận quá bà cô chú ơi. Ai không bực kẹo của ta mà thì sẽ ăn mà. Trời ơi. Rồi để mẹ vô mẹ kiểm tra lại coi. Mấy bạn làm gì trong đây vậy ta? Lấy kẹo của Tâm vậy ta? Đây, đám sinh nhật của có khía đã xong rồi đó ông bà cô chú. Giờ này thì lau dọn. Cho xin ké đi chút xíu nha. Quá trời chén dĩa dơ rồi. Nhân bà cô chú. Lo nhà xong dọn dẹp xong thì gia đình Tâm Tâm đi về luôn, lên xe đi về luôn bà cô chú. Lại còn cũng chuẩn bị. Chủ nhà đấy. Giờ này dọn dẹp xong thì gia đình cũng chuẩn bị đi về Ninh Quế rồi đó bà cô chú ơi. Ngày nở gần đây chắc bà Tư không mặn gì được chứ. Bà Tư tối ngày lo mà. Nói từ mà tôi nói cái gì nữa, nói là điềm tim là dính vô liền la chạy với Tâm hả? Hồi lúc đi lại chỗ bánh kem cái chú đó cũng chụp nữa, cái chú nó nói là ở đâu nó chú nó đâu có biết à, dựng cái giò xuống con, là chú nó nói à, phải có con bé kia đi lại đang cho chú chụp cái nữa. Hết chỗ chê. Ai miễn chụp hai đứa là hết chỗ chê luôn không? Ờ là chàng miễn chụp. Đi không à, bà Tư nói dần cho bắt đầu là chị điện theo. Rồi nói con rồi. Bị cái lúc đó chảy rồi phải không con? Cái lúc đó chảy thành ra Tâm đi phải không? Phải có hai đứa chụp là hết chỗ chê nha. Hai bà nhớ tay ghê dữ lắm. Ai miễn nói là bắt đầu là đưa theo là vậy đó. Chụp là hết chỗ chê. Con về bà Tư có nhớ con không? Nhớ, giờ con có nhớ bà Tư à? Dạ có. Đây nè, thôi con về bắt đầu anh Ba Khía khóc nè. Anh Ba Khía vậy đó chứ Ba Khía lạc lầm lắm. Mấy ngày nay là đây chơi vui quá mà. Bà Khía khóc là rồi bà Tư điện nó con nha. Trời ơi. Vậy anh vô điện con chi? Anh Ba Khía khóc mà điện cho con chi? Trời ơi, khóc. Con anh Ba Khía không? Chút nữa con về nè, con thấy anh Ba Khía đừng buồn nữa, chừng nào em dẫn cái em lên nữa. Anh Khía hứa là khi Khía không có khóc, con cũng hứa là... À, dạ con hứa là sao? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống hứa đàng hoàng. Ngồi xuống nói chuyện coi. Nè, hứa, Khía nói sao con? Hứa là... Méo tay, đưa ngón tay vô. Hứa là anh không có khóc. Nè, bà Tư nữa nè, rồi ông méo vô. Không ai được khóc nha. Vào. Nè, ông méo xấu. Là không ai được khóc nghe không? Dạ. Vậy đó mà không khóc sao được? Ông con giờ bữa đây giờ con nghỉ hè, khi nào nghỉ hè đi rồi kêu mẹ này con là có duyên lắm nè, cái này cũng là có duyên đâu hồi kiếp trước đó. Về bữa nó thứ năm à? Gì hả? Là về bữa nó thứ năm thứ sáu là bảy tám như vậy chín, bây giờ con tính lên đây nữa không hả? Như vậy là tới nghỉ hè đi, nghỉ hè là Ba Khía xuống dưới chơi luôn nha. Đó, giờ này xe gần tới rồi đó ông bà cô chú. Tới là đi ra đón xe tới nơi. Rồi gom đồ thôi. Vô phòng ngủ đi, con đi về nha con. Đi tới hè hay gì đi rồi mẹ đưa đi chơi nha, mẹ đưa lúc xuống cô chơi. Cần nhìn kia rồi chờ. Đó, con nhìn xuống Ba Khía rồi bà cô chú. Tâm đi sách à. Kìa. Nhẹ không? Đưa cho em con. Nhẹ.
Tâm nhờ được giúp bà em chú. Ta. Giúp con đâu Tâm? Giúp ai đi giữ nha, mẹ không biết à. Giúp ai đi gom giữ nè. Giữ xem mất tiền người ta. Con chị gom giúp con chị, bỏ giúp cho em lại đi. Kìa. Đó, mẹ không giờ. Gà đó mà cô chú. Mang được tháng đi giờ không giờ. Cậu ơi, giờ này mà xe còn chưa tới nữa. Chưa tới mấy giờ? Đứng đợi chút nha con. Xe tới chưa? Ồ, xe tới rồi. Ồ, xe tới rồi, đứng đây nè. Lại ôm hôn mình khen miếng này. Kìa. Hôn em miếng đi. Bỏ dép xuống, nè. Bỏ dép xuống ôm mình khen cái. Hôn em miếng đi. Gừng gừng này nha. Xe tới rồi kìa. Ờ, xe tới rồi. Xe tới rồi. Rồi, Tâm em ôm mình khen chưa? Cho bà Tư hôn miếng này. Tối nay bà Tư ngủ ngon nha. Bà Tư bữa nay chắc đuối dữ à. Bà Tư ngủ ngon dữ, không có tâm quậy, bà Tư ngủ ngon. Thôi kìa. Coi Tâm em kìa. Trời ơi. Nghỉ hè, nghỉ hè mẹ đưa gì dữ chưa? Không có buồn. Con không có buồn nghe, coi ngày bữa qua từ nghỉ hè xuống đây, nhà Tâm chơi. Cô lấy cho. Xe kìa, đem. Ờ, xe quay lại rồi. Xe quay lại rồi, kiếm đồ vô. Tâm Tâm chị kìa. Kiếm gì buồn con? Buồn hay vui gì Tâm? Con được về nhà con buồn hay con vui? Buồn. Buồn, Tâm chị là buồn. Buồn hả? Cái hả? Để mẹ xách này cho tí con lên xe ngồi rồi mấy cái này mẹ xách cho con. Dạ bà Tư con về. Chào, dạ. Về kia. Bye bye. Con ngồi trước hả? Ngồi trước cha. Ngồi trước. Để nó đang ngồi trước đi với mày à. Này con cầm này Long. Con cũng với mình. Dạ. Con cầm này nè. Con ngồi trước. Ngồi trước. Nào con về dẫn Tâm xuống nhà xuống quậy, xuống quậy gia đình. Dạ. Bye bye em ghé đây, bye bye em ghé đây con. Bye bye nha. Không ghé này. Ơ ngủ ngon nha con, không có buồn à, nha. Con về bánh giải nha. Nghe, nghe. Rồi, bài hôn bà Tư cái. Hôn bà Tư cái ngon. Ôi, bà Tư tối ngủ ngon nha bà Tư. Nè, giờ đi về tối mai điện bà Tư nha. Dạ. Dạ, sáng hôm nay. Nãy đi về hỏi nhà của Bi đâu, nhà của chị Bi đâu. Nhà chị Bi đâu? Sáng. Mai sáng đi học nha. À, đi học. Đi học rồi. Bữa là cái cặp nào vậy? À, bỏ cái cặp. Vậy cái là phải nằm lên là lên. Lâm ngồi trước hả con? Dạ con ngồi sao chứ? Rồi thôi em về. Thôi con ngồi em leo. Chị nó leo về trước. À, vậy, vậy, vậy. Quá dài rồi. Quá dài rồi ngồi trước rồi. Nhân tình gì mà dạ. Leo lên xe mà không cho ngầu mà leo lên xe mà chung lọn rồi leo lên vậy đó mà. Rồi bye bye, bye bye bà Tư. Rồi. Bye bye. Bye bye nè, bye bye nè. Bye bye. Rồi Long lên xe luôn. Thôi dạ. Mẹ máy bay con luôn. Thôi cô máy bay mẹ luôn chứ mẹ đi về mạnh khỏe. Bye bye ông bà cô chú đi. Gia đình Tâm Tâm dạ. Đi về quê đây ông bà cô chú ơi. Tạm dạ. Biệt Đồng Tháp. Dạ nghe. Nghe. Dạ. Dạ. Bà Tư là mạnh khỏe. Dạ. Rồi Long ở lại mạnh khỏe nha. Rồi thôi tắt máy lên. Tắt máy lên con. Bye bye ông bà cô chú. Bye con, bye bye ông bà cô chú nha. Chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Đó, quay cho ông bà cô chú xem nè, vừa lên xe ngồi khóc mướt vậy nè. Tao không giữ lại. Anh bà kia thấy là anh bà kia buồn á con. Sao vậy, hồi nãy con hứa là sao, nè con méo méo đàng hoàng là con không khóc mà. Hồi nãy lên xe còn cười chấm chấm rồi mà lên đây ngồi khóc mướt luôn. Ôi, nín đi con. Đi học quen đi, vài bữa này cho đi nữa. Ừ, thôi con ơi. Thôi khi nào nghỉ hè phải cho đi thăm bà Tư nữa nghe. Ơi sao con chưa đi thì không khóc, đi thì khóc. Ừ. Tâm chị đó mà cô chú người khóc là Tâm em. Nãy giờ Tâm em đến thân nè, tưởng Tâm em cũng chắc lòng chắc dạ nhưng thôi ai ngon nhẹ quá. Thôi nín đi con, chút rồi thôi, chút tiền cho bà Tư nghe. Chút điện cho anh Khía. Thôi nín đi con, rồi để mẹ điện cho bà Khía kìa. Đang gọi anh Khía, nín đi con.
Ôi, thương quá ông bà cô chú ơi. Mẹ gọi là anh kia thấy anh kia cười đó. Rồi mày gọi anh ba kia rồi kìa. Chui gọi chui nước mắt. Anh ba kia thấy ba kia cười nãy móc méo anh ba kia rồi. Đó. Kìa, lên xe chạy đi một đoạn khóc mướt rồi làm sao? Trời anh khí cũng khóc. Đâu đâu. Khóc trời, em khí ở nhà anh khóc luôn. Coi nó làm gì rồi sao đó. Khóc đâu. Con nhớ bà Tư. Ba mẹ khóc đâu đưa con coi. Rồi anh khí trốn mất tiêu. Anh khí trốn rồi. Trời ơi hai anh em. Rồi giờ bữa bà Tư xuống thăm. Dạ. Anh khí kêu em nín coi anh khí. Kéo kêu em nín đi nè.